12 giờ trưa ngày 7 tháng 5 theo giờ Moscow, tại Đại cung điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc lời tuyên thệ nhậm chức, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ 5. Nhiệm kỳ tới của ông Putin sẽ kéo dài 6 năm. Lễ nhậm chức của Tổng thống Putin diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng nghìn quan khách, bao gồm các thành viên của các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp của Liên bang Nga, cùng đại sứ nước ngoài, doanh nhân, quân đội, nhà khoa học, nhân vật văn hóa, vận động viên và nhà báo. Sau lễ tuyên thệ, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu bài phát biểu nhậm chức bằng lời cảm ơn công dân Nga trên mọi khu vực, ca ngợi các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tổng thống Putin cũng cam kết an ninh và lợi ích quốc gia của Nga sẽ là ưu tiên hàng đầu. Đề cập đến quan hệ đối ngoại, Tổng thống Nga khẳng định nước này không từ chối đối thoại với các nước phương Tây, quyền lựa chọn là của họ. Nga có thể đàm phán về các vấn đề an ninh, ổn định chiến lược nhưng phải dựa trên mối quan hệ bình đẳng. Tổng thống Putin nói Nga đang và sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ với các quốc gia mà nước này xem là đối tác tin cậy. Tổng thống Putin đã tuyên thệ nhậm chức 4 lần. Lần đầu tiên là vào năm 2000, ông Putin khi đó mới 47 tuổi. Sau đó là vào các năm 2004, năm 2012 và năm 2018. Trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 năm 2024, ông Putin, hiện 71 tuổi, nhận được tỷ lệ ủng hộ cao kỷ lục 87,28%.